Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Chi tiết tử vi chọn đời tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nữ mạng. Nữ mạng Bính Ngọ, cung Càn, mạng Thiên Hà Thủy, tức nước sông Thiên Hà, xương con ngựa, tướng tinh con thuồng luồng, Phật Bà Quan Âm độ mạng. Tổng quan tử vi nữ mạng Bính Ngọ. Trong suốt cuộc đời của mình, Bính Ngọ nữ mạng phải trải qua nhiều biến động trong cuộc sống. Chỉ từ trung vận trở đi, mọi chuyện mới ổn định và dần trở nên tốt đẹp cả về công danh, sự nghiệp lẫn đời sống tình cảm. Theo tử vi tuổi Ngọ, những người tuổi này có số hưởng thọ từ 76 đến 85 tuổi. Nếu ăn ở lương thiện, làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều phúc đức sẽ được gia tăng tuổi thọ. Tình duyên. Chuyện nhân duyên của nữ mạng Bính Ngọ được phân thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào các tháng 4, 9 và 12 âm lịch có thể trải qua 3 lần trong chuyện tình duyên mới đến được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những ai sinh vào tháng 1, 2, 5, 8 và 10 âm lịch sẽ phải trải qua 2 lần đó mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Còn các nữ mạng Bính Ngọ sinh vào các tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch sẽ có tình duyên viên mãn, cùng với ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình mà không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong cuộc đời. Gia đạo và sự nghiệp. Công danh không được thuận lợi, suôn sẻ, nhưng nếu làm ăn kinh doanh buôn bán sẽ thu được kết quả như ý, gia đình êm ấm, hòa thuận cả cuộc đời. Sự nghiệp được vẹn toàn vào năm 34 tuổi, tài lộc dồi dào, thịnh vượng, có nhiều cơ hội để phát triển công việc, sự nghiệp riêng của bản thân. Tuổi hợp làm ăn. Bính Ngọ nữ mạng nên chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Bính Ngọ, Tân Hợi và Nhâm Tý để hợp tác thì công việc sẽ được suôn sẻ, gặp nhiều điều may mắn, thành công, thu về nhiều lợi nhuận. Lựa chọn vợ, chồng. Muốn vợ chồng sống hạnh phúc trong cao sang, quyền quý, công danh và tài lộc rộng mở, sáng lạn thì Bính Ngọ nữ mạng nên kết duyên với những tuổi hợp cả về công danh và tài lộc như Bính Ngọ, Tân Hợi, Nhâm Tý, Ất Mão và Ất Tỵ. Vợ chồng vẫn mặn nồng tình cảm, nhưng tiền bạc chỉ ở mức vừa đủ chi tiêu khi bạn nên duyên chồng vợ với các tuổi như Mậu Thân và Giáp Dần. Cuộc sống sẽ kém may mắn, thuận lợi khi bạn lựa chọn kết hôn với các nam mạng tuổi Canh Tuất và Giáp Thìn. Nguyên nhân là vì hai tuổi này không hợp với nữ mạng Bính Ngọ cả về tình duyên và tài lộc. Vào những năm xung khắc trong đường tình duyên như 23, 28, 29, 35 và 40 tuổi, bạn không nên tiến tới hôn nhân. Nếu nữ mạng Bính Ngọ sinh vào các tháng 1, 2, 4 và 5 âm lịch sẽ có số đa phu hoặc có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trở ngại trong chuyện hôn nhân. Tuổi Đại Kỵ, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Tân Dậu và Tân Sửu là những tuổi xung khắc với Bính Ngọ nữ mạng. Bạn không nên kết hôn hay hợp tác làm ăn với một trong 6 tuổi kể trên. Nếu không, mọi chuyện sẽ khó được như ý muốn. Gặp tuổi Đại Kỵ, mọi việc phải thận trọng và giản dị hết sức. Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết phạm phải tuổi Đại Kỵ và hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không được tổ chức cưới hỏi linh đình, rầm rộ mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống đến trọn đời. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, lương thiện, làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều phúc đức, chuyện xấu sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất, Bính Ngọ nữ mạng có đại hạn vào những năm 37, 40 và 48 tuổi. Vào những năm này, bạn cần phải hết sức thận trọng trong mọi việc vì sẽ có rất nhiều bất lợi xảy đến. Công danh, sự nghiệp, tài vận không được hanh thông, chuyện tình cảm và gia đình có nhiều xung đột, bất hòa. Bạn cũng cần chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân, đề phòng ốm đau bệnh tật. Những việc lớn, quan trọng nên để sang năm khác hãy thực hiện thì sẽ tốt hơn. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Nữ mạng Bính Ngọ nếu có công việc quan trọng, cần thực hiện hay phải xuất hành đi xa thì nên khởi hành vào các khung giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Khung giờ vàng này sẽ giúp cho công việc của bạn được suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều điều may mắn, vạn sự như ý, đại cát, đại lợi. Diễn biến tử vi từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, vận may song hành cùng bạn trong mọi việc. Vào những năm này, tài lộc dồi dào nhưng phải thận trọng trong chuyện tình duyên, sự nghiệp và tiền bạc. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi. Vào những năm này,
công việc vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, mang lại cho bạn nhiều tiền tài. Hãy nắm bắt lấy cơ hội, sẽ thu được nhiều thành quả như mong đợi. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, trong những năm này, chuyện tình cảm, công việc và tài vận không được hanh thông, nhưng cuộc sống vẫn được đủ đầy. Sẽ có nhiều thách thức xảy đến trong cuộc sống, vì vậy bạn nên cẩn thận trong mọi việc giao thương và chuyện tình cảm vào những năm này. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi hơi xấu, công việc và tài vận gặp nhiều trở ngại. Bạn cần tránh xuất hành đi xa hay hùn hợp đầu tư để không bị hao tài tốn của. Năm 37 tuổi và 38 tuổi cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân, đề phòng ốm đau bệnh hoạn sẽ làm hao tổn tiền tài. Sang năm 39 và 40 tuổi, mọi chuyện dễ dàng hơn, công danh sự nghiệp và chuyện việc đều có tiến triển. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, vào những năm này, gia đạo và sự nghiệp có nhiều triển vọng. Tuy nhiên, bổn mạng lại gặp phải nhiều rắc rối. Bạn cần phải nhẫn nhịn thì mới có thể vượt qua mọi chuyện. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, trong khoảng thời gian này, công danh sự nghiệp thu được nhiều thành quả nhưng phải thận trọng trong giao thương tài chính và công việc, nên xây dựng nhiều mối quan hệ hợp tác làm ăn cùng phát triển để công việc diễn ra thuận lợi hơn. Xem tử vi chọn đời từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, mọi chuyện đều ở mức bình thường vào những năm này, từ chuyện tình cảm đến tài vận và cuộc sống. Tuy vậy, bạn vẫn phải chú ý đến các vụ giao thương tài chính để tránh hao tài tốn của. Vật phẩm phong thủy hợp nhất để chiêu vượng may mắn, tài lộc cho bản mệnh. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 có thể sử dụng mặt Phật bản mệnh phòng tay đá phong thủy. Được Phật Đại Thế Chí Bồ Tát hộ mệnh, nếu mang theo mặt Phật Đại Thế Chí Bồ Tát bên mình thì sẽ được an nhiên, tự tại, phát huy tối đa nguồn năng lượng trong công việc để gặt hái được nhiều thành công. Quý bạn nên chọn mặt Phật làm từ đá núi lửa đen thuộc hành thủy là hợp với bản mệnh nhất. Hoặc có thể chọn mặt Phật đá mã não trắng thuộc hành kim bởi vì kim sinh thủy cũng rất tốt cho bản mệnh. Đeo vòng tay đá phong thủy được làm bằng đá tự nhiên, mang nguồn năng lượng thuần khiết của vũ trụ, tăng vượng khí, sức khỏe dồi dào, tinh thần minh mẫn, tỉnh táo hơn. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 nên chọn các loại vòng tay đá màu đen, xanh nước biển thuộc hành thủy, đây là màu tương hợp với bản mệnh. Chọn vòng tay màu trắng, xám, vàng nhạt thuộc hành kim, đây là màu tương sinh với bản mệnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!